Chào kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Và hôm nay em có quay một số chậu chậu cũ, em nhờ kênh trên kênh đăng bán giùm em. Và mã số 1 đây em xin giao lưu cùng cô chú anh chị mình là một chậu chữ tàu mẫu chậu tím. Cái này là em bán theo bộ, nó gồm là một cái chậu miệng tím và một cái đôn. Để em quay cái chậu trước, sau đó em sẽ quay cái đôn cho cô chú anh chị mình coi. Cái chậu này nó có bị lủng hai cái lỗ dưới đáy nghe cô chú anh chị, do cái chủ trước của người ta đục cái lỗ nè. Em có gì em đắp xi măng và em chám keo thêm cho nó cứng, và em khoan hai cái lỗ mới cho nó thẩm mỹ, hai lỗ hai bên nó không bị tóc. Người ta đục thôi, nhưng mà người ta đục khéo lắm. Ở trên miệng nó có một đường tóc xuống đây, đường tóc em quay cho cô chú anh chị mình coi, xuống tới đây. Cái đáy nghe cô chú anh chị. Rồi. Em xin cho thông số luôn. Hoành của nó là 33, lọt lòng của nó là 33, hũ bì của nó là 42. Chiều cao lọt lòng của nó là 24, chiều cao tổng bên ngoài là 26. Rồi, em xin xuống cái chậu. Rồi, tiếp theo cùng một bộ với chậu miệng tím, đó là một cái đôn lục giác. Em quay kỹ cái đáy cho cô chú anh chị mình coi trước. Rồi dừng. Cái đôn này lành nghe cô chú anh chị. Em quay xung quanh cho cô chú anh chị mình coi. Đó. Đây là những cái bông hoa mà nó lộng, lộng lộng hình lọt vô trong luôn. Đây, những cái lỗ này lỗ lộng đi. Chiều cao tổng của cái này là, cái đôn này là 49, hũ bì là 25. Tổng thể cái bộ đôn với cái chậu nó như vậy. Cái mã chậu số 1 này em xin báo giá với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo mã số 2. Em xin giao lưu cùng cô chú anh chị mình là một chậu ngựa kéo xe độc sắc. Chậu này nó chỉ bị mẻ ở đây một tí xíu thôi, còn nhiều rồi nó lành hết. Mẫu này mẫu nhỏ, mình về mình chơi vô những cây gián đổ này kia cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Đây, cái đáy nghe cô chú anh chị. Cái này là có hai lỗ thoát nước, một lỗ bên hông và một lỗ cái đáy. Đó, tiếng âm thanh rất là thanh. Đồng trong đây, em xin cho thông số luôn. Lọt lòng miệng của nó là 24, phủ bì là 33, sâu lòng của nó là 28, chiều cao tổng của chậu là 30. Mẫu ngựa kéo xe mã số 2 này em xin báo giá mùa dịch là 1,3 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0334 303 551, cũng là số Zalo. Cô chú anh chị nào có yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Rồi, em xin xuống luôn ạ. Rồi, tiếp theo mẫu chậu số 3, cũng là một chậu ngựa kéo xe độc sắc. Tại vì do video em quay nhà, thành ra cái chất lượng hình ảnh với cái âm thanh nó không có được tốt lắm. Mong cô chú anh chị nào có coi mà có nghe không rõ này kia thì cũng thông cảm cho em. Có thể là kết bạn Zalo qua số điện thoại của em. Có gì em quay lại cho cô chú anh chị mình coi cho nó rõ. Rồi, cái đáy đây nghe cô chú anh chị. Rồi, đưa lên. Có cái mẫu này là nó chỉ có hai lỗ thoát nước mà nằm bên hông, chứ không phải nó nằm dưới đáy. Hai lỗ bên hông đây. Lòng trong đây cô chú anh chị. Chậu này nó bị tóc nhẹ hai đường nha cô chú anh chị. Em có vô keo đây rồi, từ trên này xuống dưới này. Keo này là chuyên để dán chậu, rất là cứng luôn. Cái chậu mà dở ra làm 3 làm 4 mà em giá lại là em xài như chậu mới vậy đó.
khiên vô tư. Bởi vì cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Loại keo này để chuyên dụng cho giá chậu. Cái đường bên đây thì bị tóc nhẹ thôi. Rồi, xin cho thông số luôn. Sâu lồng của nó là 30, khu bì của nó là 38, chiều cao tổng của nó là 37, lồng trong của nó là được 35. Mẫu ngựa kéo xe mã số 3 này em xin báo giá của chú anh chị là mình là 1,5 triệu. Em bao phí ship toàn quốc. Rồi, em xin xuống. Rồi, tiếp theo mẫu cuối cùng là mẫu số 4, một khu gồng. Mẫu này trâu gồng này là lành nha cô chú anh chị. Trâu lành tích, không tóc không gì hết. Âm thanh rất là thanh. Đây. Lòng trong đây cô chú, hai lỗ thoát nước, một lỗ bên hông, một lỗ dưới đáy. Này, ở dưới đáy của nó đây. Cho cái thông số luôn. Lọt lòng của chậu là 47, phủ bì là 60, sâu lòng là 28, chiều cao tổng của chậu là 32. Mẫu chậu gồng này em xin báo giá cô chú anh chị mình là 1,7 triệu. Em bao phí ship toàn quốc. Dạ. Cuối clip em cũng xin chào cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị mình có yêu thích thì ủng hộ cho em và nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin cảm ơn, chào cô chú anh chị.